tốt của mình nha. Bữa nay mình đi tới cống ngăn mặn là cống Cái Quanh các bạn. Mình quay ghe tàu vượt cống nha các bạn. Lúc này cống đã mở nước ngọt nha các bạn, mà chiếc này ủi hoài ủi không qua các bạn. Mở bữa nay, hôm nay mở cống tự động, mở sẵn rồi các bạn, mà giờ nước lớn nó đẩy vô mà tới giờ chưa vô nổi các bạn. Chiếc này ủi sớm giờ là cả buổi mà chưa có qua được các bạn ơi. Rồi ở ngoài vừa vô hết rồi các bạn. Tiếp tục ở trong ga nè các bạn. Rồi gia trạm rồi, vô cổng rồi. Rồi vô cổng rồi các bạn. Rồi. Rồi chiếc máy cắt bê các bạn, gọi rồi, chết rồi. Cắt vô cống nữa các bạn. Rồi chiếc ghe đó sao mà lạng qua bển này.
giờ đã bị đỏ lạ rồi. Ghe đó quốc nhập rồi, một chiếc ghe gom đã đi bê rồi các bạn, rồi tấp qua vô luôn rồi bê. Rồi lặn luôn rồi các bạn, rồi quay đầu luôn rồi, ghe gom bị quay đầu rồi. Rồi ghe gom nó bị tấp vô bờ luôn rồi các bạn, quay đầu rồi. Rồi có một chiếc vỏ lãi đang tăng lên nè, vỏ nhỏ chứ không phải vỏ lãi nha các bạn. Rồi có một chiếc ghe gỗ đang vừa vượt lên nè các bạn, mà nó cũng bị đảo quá, ghe nổi mà nó còn bị đảo các bạn, mà đừng nói ghe chở hàng. Rồi ghe gom nó bê nữa các bạn, lên không nổi, tắt nữa rồi. Nó ghe gom bị đảo ngang nữa, tắt mà quay đầu nữa rồi các bạn. Nãy giờ qua vượt lên này vượt hoài không qua nổi á, bị quay ngang không à. Rồi tiếp tục ghe gom đang bò lên nè các bạn, từ từ vượt lên nè. Mà nãy giờ ảnh vượt là 3-4 lần này, ảnh quay ngang không à, quay đầu ngang không à. Chuyến này coi ổng ảnh có thành công không nha các bạn.
Dướng cống rồi các bạn, đụng vô cái nắp quạt quá trời kìa. Trời ơi, bụi này cũng quá trời rồi các bạn. Rồi anh gom này thất bại rồi các bạn.